nay chị Đại sẽ làm món. Hôm nay là 소고기 고추장찌개. Thịt bò tương ớt. Wow, nghe cái món tên thôi là ta thấy ngon rồi đúng không? Đây là một cục thịt bò to bự. Thì mình còn có thêm khoai tây và bí non nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ xắt cục thịt bò này ra. Thịt bò mình sẽ xắt thành từng cục như thế này. Và trước tiên là mình thái sợi á mọi người, cho nó thành giống như là hạt lựu vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ một ít dầu vào trong chảo này để mình xào sơ qua cho nó săn lại nha. Bật lửa lên nào. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Phùng và phùng và phùng phùng. Và mình rưới nhẹ vào đây một ít dầu mè thì nó mới ngon được và nó mới thơm được mọi người. Một ít dầu mè nha. Và sau đó mình rưới nhẹ vào đây một ít nước súp hầm từ xương bò. Và sau đó là mình cho vào đây một ít tương ớt. Tương này là của nhà làm. Nếu không có thì mọi người có thể vô Imatte hoặc là Lotte mua cũng được nha. Imatte là mà là tương Lotte. Để xin nam này. Để cho mình nói sao tự nhiên nhắc Lotte với Imatte thường chi vậy. Mình nói để cho những người bên Việt Nam á, người ta muốn ăn á, người ta mua. Gochujang-jjigae là 감자가 들어가야 돼. 근데 두부를 안 해야 돼, 두부는. Thịt bò tương á, thịt bò tương ớt á là mình phải có khoai tây vô mới được. Tôm, mình không được bỏ tàu hũ vô thì nó không ngon. Khoai tây mình xắt lục cục như vậy nè. Tiếp theo là mình xắt bí ngòi dạng bự á, bí ngòi dạng bự. Mình sẽ làm hai xong mình xắt làm tư. Mình sẽ bỏ khoai tây vào trước tại vì khoai tây thì nó phải chín mới được, nó lắc mắt thời gian nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ xắt hành. Mình xắt kiểu cục cục bự như vậy nè mọi người. Mình sẽ làm 3. Sau đó mình xắt dọc trên lưng cũng làm 3 luôn. Xắt kiểu như canh đậu tương vậy đó. Rồi bây giờ khoai tây đã phần nào chín rồi, mình sẽ tiếp tục bỏ bí non với lại hành củ vô. Rồi, sau đó mình tiếp tục xắt hành 3 rô. Mình cũng xắt theo từng khúc như bằng lóng ngón tay vậy nè mọi người. Mình bỏ hành 3 rô vào đây luôn. Thêm vào đây một miếng tỏi xay. Một ít tiêu.
quay đều lên. À, ngon quá. Thêm một ít bột ớt vô nữa, cho cái đó đỏ chét luôn. Thêm một ít tương ớt vô nữa cho nó đậm màu luôn. Quay đều, quay đều, quay đều. Nhớ hoài những dòng quay. Vì thế, bên mình tôi sẽ kết hợp với vì thế, vì thế tôi đi. Ủa, chưa chẳng phụ chẳng. Và sau đây mình cho vào đây một muối nữa để cho nó mặn mà và đậm đà, không bị nhạt nhẽo, bạc bẽo. Giờ chị Đại đang phân vân cái vị nó, cho nên là kêu chị Mì Chinh vô thử. Làm đổ rồi nè. Múc muỗng cho chị Mì Chinh ăn thử, mà chị Mì Chinh không có biết cho nên làm đổ. Giờ bỏ húp thử rồi sao. Bà nói phải nói thật đúng không? Chị Mì Chinh hỏi là cái vị gì đây? Không có mặn. Nhưng mà thiếu cái gì á mọi người? Không biết luôn nữa. Chị Mì Chinh nó bị thiếu cái vị gì á mà không biết cái vị gì. Chị Đại cũng không biết luôn. Chị Mì Chinh bà biết niêm. Để coi. Cái gì mà nó thiếu thiếu nè mọi người. Mọi người không biết. Hãy chờ đón xem. Thành tân tân. Thì miếng gừng. Thì miếng gừng. Thì miếng gừng, thì miếng tỏi nữa nha. Hay còn sao đây? Ôi bữa nay bị tổ chát hay sao mà nấu nó không ra vị gì ta. Chị Đại hôm nay bị mệt trong người hay sao vậy ta? Hay là mới giận anh Đại? À, bị thiếu gừng hả? À, thiếu gừng mọi người ơi. Wow, mọi người nhớ nha, có nấu ăn thì phải bỏ gừng nha. Ờ, đó, có gừng vô là đầu nụ cười trên môi liền. Chị mình chỉ nói có cái vị gừng vô mọi người. Hôm nay là thành công. Thành công. Chị ăn món gì đây? Ờ, tự nhiên ạ. Ờ, bà mô. Xin cảm ơn. Nè. À, cái này. Cứ, à, cái sáng mai đi vào bàn rồi, ớt chai gà mày nè. Ờ, ngon nè. Ờ. Nè. Cứ, gochujang 하면 좀 텁텁한데, 안 텁텁해, 좀. 그냥 딱 말고 마시자. 고추장 맛인데도 너무 신기한데. 새롭게 새롭게 요리가 느는 거 안 느나? 너무 맛있어. 90살까지도 이거 요리를 해야 되겠네. 괜찮겠나? 막 답을 안 하네. 죽으려 본다 했는데 막 답을 안 하네. 90까지 너무 많다. 어딜래 죽어야.
눈물을 흘리. 난 솔직한 심정이다. 보니까 요만 힘들다. 어머니 힘들면 네. 움직임 뭐. 백주 우리 하면 백주 살아도 돈에 빨리 해주더라. 우리 지성이 아빠 외할아버지 지금 93시가 넘거든. 와 정정하다. 우리 할머니가 백주 살까지 살았거든. 그런데 빨래 다 하고 밥 다 하고 깨끗하게. 막 잠자가 또 내도 그러니까 내도 며느리가 힘든 거지 그러면. 아니지. 며느리가 옷을 편했지. 며느리 밥 해주고 빨래 다 해주고. 하여튼 엄마는 그 스타일이 아니고. 그래서 내 입 옆에 정말 맞아요. 그래 늦게 살았네. 늦게 엄마 좀 따로따로 살아요. 난 여기 혼자 살게. 여기 내 옆에 따로. 내 언니 나한테 주지 마라. 안 할게 가. 나는 언니 따라갈 텐데. 언니? 이야기했다. 어 미진 언니. 미진이가 사태를 간다는 얘기야. 이거 안 돼요. 같이 가요. 요즘은 못 같이 산대. 가요. 따라가, 같이 가요. 나가 없을까 엄마. 큰일 난다. 아 고등어 맛있네 먹었지. 오 맛있냐. 입이 맛있어서 다른 반찬이 맛있는지 몰라. 아 맛있어. 먹어봐. 그 món canh này nó vừa có thịt vừa có rau củ quả đầy đủ luôn. Cho nên là số kìa. Sau này chị đại kia mẹ ăn người ta quay chưa? Bữa nay ăn kèm với lại trứng nè. Nó mà chị con. Cá chiên. Cô chui bì đây. Lá ớt trộn. Cái nào? Cô chui bì hoàn toàn. Chiên chắc 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 cô chui bì vậy. Lá trộn nè. 아니 고추비 왜 지금 나오지? 고추 진짜 넣는다 이거. 맛있다. Rồi, hôm nay mình quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của chị Đại. Nếu như thấy thích video thì nhớ làm trọn bộ combo, đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ chị Đại nha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Ủa?